CD V5 Pro xuất âm ra ly ngoài. Rồi xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em ở một clip tiếp theo nha. Anh em nhớ đăng ký kênh của Solo Audio. Anh em đơn giản anh em chỉ cần vào kênh của Solo Audio đây ạ. Anh em vào đăng ký cái mục kênh YouTube. Đây, vào mục kênh của Sơn Loa Audio đây này. Anh em có cái chữ đăng ký, anh em đăng ký. Có cái mục đăng ký đây anh em nhé. Đây, có cái chữ đăng ký này. Đây. Có chữ đăng ký đây, anh em bấm vào đăng ký màu đỏ đấy. Để kênh của chúng ta ngày một phát triển lên nhá. Xin cảm ơn toàn thể anh em.